Nó no, 1 kg 3 lần chứ. Ẩm ẩm ẩm. Cay hay vậy? Có nước vậy. Con nhắm cay đi. Cấp giải độc. Cho nước ngậm. Mâm mâm. Đó nó bên kia bên chiên. Mâm. Ok, Út nhai cho con ăn. Bò. Bò mềm không? Tụi em cũng khá ăn thịt, thịt bò mà có ớt, đóng nó ngon. Các cái làm gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Múa hả? Nó đẹp quá ha. Đẹp gái quá nha. Múa em con. Múa em. Cắt đi là. Cắt đi. Chút nữa. Ê, tổ chức không? Để mày mày chùi chứ.